làm clip về cách chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam như thế nào. Thì hiện tại mình đang xài một cái đó là chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam theo hình thức là thẻ Decom. Thì hiện tại thì mình đã có hai cái loại thẻ Decom, thì đó là một loại là Decom theo theo màu của thẻ Usual, và một cái là thẻ quốc tế gửi quốc tế về thẻ theo hình thức quốc tế. Thì cái hai loại thẻ này thì đều là có chức năng thì như nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là lúc mình mới sang mình đăng ký mình không biết, thì là cái thẻ màu xanh này, á thì nó sẽ có cái phí và cái mức chuyển nó bị hạn chế so với cái thẻ màu trắng này. Thì cái đây là cái mức mức mà người ta thu trong một lần chuyển. Ví dụ như là các bạn nạp từ cái nạp trực tiếp từ máy ATM á, thì nếu mà dưới 5 man á, dưới 5 man đây thì nó sẽ lấy phí của các bạn là 123 yên. Còn mà trên 5 man á, trên 5 man thì họ sẽ lấy các bạn là 339 yên. Còn mà các bạn gửi thì nạp tiền vào thẻ, vào cái thẻ này á, thì ở quầy bưu điện á, thì mức phí nó sẽ là cao hơn, là dưới 5 man thì là 216 yên, còn mà trên 5 man là 339 yên. Thì cái trên 5 man thì nó đấy giống nhau, còn dưới 5 man thì nó sẽ gửi tại quầy nó sẽ đắt hơn một chút. Còn cái thẻ màu trắng này á, thì ngôn ngữ nó dùng là bằng nó hướng dẫn sẽ nó sẽ có hướng dẫn, và cái là phí nạp tiền là các bạn không không cần biết là các bạn sẽ giá các bạn sẽ nạp bao nhiêu, thì nó sẽ lấy một lần như vậy là 500 yên. Thì một lần các bạn gửi về Việt Nam thì các bạn sẽ phải gửi càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là một tháng các bạn gửi như mình, một tháng mình gửi về Việt Nam 15 man, thì với cái số tiền 15 man thì mình sẽ nộp cái này, thì mình sẽ nộp được một lần mình sẽ nộp 15 man thì cũng chỉ mất có 500 yên thôi. Còn cái thẻ màu xanh này á, thì mình một lần hạn mức nộp tiền của nó ở cái quầy bưu điện, ở cái quầy á, thì nó sẽ được là 200 man một lần gửi, 200 man một lần nạp, tối đa là 200 man. Còn nạp ở cái cây ATM á, thì các bạn chỉ được một lần nạp tối đa là 10 man thôi. Ví dụ mà 10 man này thì các bạn ví dụ muốn gửi 15 man như mình á, thì các bạn phải nộp hai lần, một lần 10 man, một lần 5 man. Thì một lần đầu 10 man thì các bạn sẽ phải tốn cái phí 339 yên. Rồi 5 man thì 5 man thì đây thì các bạn sẽ phải tốn là 123 yên nữa, thì tổng cộng thì cũng là gần gần bằng cái số tiền ở việc ở cái thẻ trắng bên này, nhưng mà các bạn lại mất công hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn mà mỗi tháng các bạn gửi về có 10 man thì các bạn nên xài cái thẻ này, thì một lần nạp vào nên nó cũng có từng này có 339 yên thôi, thay vì cái thẻ màu trắng thì nó mất tới là 500 yên một lần gửi. Còn những cái bạn mà các bạn gom tiền các bạn gửi 2 3 tháng một lần, gửi mấy chục man về, thì các bạn nên xài cái thẻ màu trắng này, tại vì nộp tiền vào nó phí nó rẻ hơn, thì nộp nhiều thì nó lại càng rẻ hơn. Còn sau khi các bạn nộp nộp thẻ rồi á, các bạn nộp tiền vào thẻ á, sau khi các bạn lên nộp thẻ rồi á, thì nó sẽ có hai cái phần khác nhau. Cái thẻ màu xanh này á, riêng cái thẻ màu xanh này á thì họ sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Đây là cái phần hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Thì họ lúc mà các bạn đăng ký xong á, thì đăng ký cái thẻ này xong á, tất nhiên là không mất tiền, không mất phí, thì họ sẽ gửi về tại tận tận phòng cho các bạn luôn, tận cái địa chỉ mà các bạn đăng ký cho họ, rồi họ sẽ gửi kèm theo một cái tờ này nữa, gửi kèm theo cái tờ này. Thì trên này nó sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho các bạn đây.
thì các bạn chỉ cần ra các bạn nhìn cái này, các bạn thao tác bấm theo thôi, không cần mật khẩu thì các bạn nạp tiền vào đây. Sau khi nạp tiền giống như này xong thì các bạn về các bạn thao tác bằng điện thoại di động. Có cái thẻ màu trắng này á thì nó sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Anh. Đây. Tiếng Anh thì các bạn ra cây ATM, các bạn ấn tiếng Anh thì nó sẽ ra được cái hướng dẫn như này thôi. Thì nó cũng rất đơn giản, nó hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể chi tiết thế này. Các bạn chỉ cần cầm cái thẻ này ra, cầm cái thẻ này ra và cầm tiền theo để nạp. Nạp sau đó các bạn về chuyển bằng điện thoại. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn đăng ký. Tại vì cái này đăng ký thì rất đơn giản, chỉ cần lên Facebook đăng ký và nhắn tin cho cái người quản lý cái trang trang Facebook này á, thì họ sẽ hướng dẫn cho bạn luôn. Đây là nhân viên của Decon thì họ sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Khi nào các bạn nhắn tin xong rồi thì các bạn chỉ cần đợi đợi họ trả lời thôi. Họ tư vấn thì cũng rất là nhiệt tình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà lên Facebook tìm cái trang này và đăng ký như thế nào nhé. Là đầu tiên các bạn sẽ phải vào Facebook. Đây là cái trang Facebook của mình thì các bạn ấn tìm kiếm và các bạn ấn Decom thì nó sẽ ra cái chữ là Decom chuyển tiền nhanh, thì các bạn ấn vào đây để tìm kiếm. Đây nó sẽ ra hai cái mục đây, thì đó là đều là trang của cái trang Decom này, thì các bạn ấn vào trang nào cũng được, thì mình sẽ ấn vào một trang bất kỳ. Sau đó thì nó sẽ có cái giao diện của cái trang này. Thì đây những cái trang này đây, thì đây sẽ ở đây thì nó sẽ có cái phí mà các bạn chuyển tiền á. Cái phần trước thì mình đã nói là cái phí mà trong cái thẻ là cái phí ban đầu là cái tiền cái họ thu tiền nạp nạp các bạn nạp tiền vào thẻ thôi. Còn cái đây là cái phí mà các bạn chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam á, thì từ 1 man đến 3 man thì phí sẽ là 400, còn từ 3 man trở lên tới 25 man thì phí là 1 sen, tương đương 200 ngàn. Còn từ 25 man trở lên tới 100 100 tới 100 man á, thì phí sẽ là hơn 300 ngàn một chút. Thì đây là cái phí mà họ sẽ nhận để chuyển tiền từ Nhật Bản về Việt Nam cho các bạn. Rồi ở dưới này nó sẽ có những cái thông tin về bảo trì, bảo trì hàng hàng tháng hoặc là bảo trì đột xuất. Và ở dưới này nó có những cái thông tin kèm theo và những cái giá quy đổi từ đồng yên sang đồng Việt Nam cho các bạn tham khảo. Thì đó là những cái thông tin sơ qua mà mình muốn giới thiệu cho các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn xem cái cách cái đăng ký cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp vào đây cho họ, hoặc các bạn sẽ vào cái trang chủ của họ ở đây. Đây như trang này. Đây là những cái trang mà đây là cái trang chủ của họ. Thì các bạn có thể vào đây để đăng ký hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp với cái người quản lý á. Các bạn có thể gửi tin nhắn ở đây. Đây giống như mình đã gửi tin nhắn ở đây thì sẽ liên hệ với họ. Đây đây là những cái cách mà mình đã liên hệ với họ trước. Thì sau khi mình đăng ký xong thì họ sẽ gửi cái tin nhắn tới cho mình. Sau khi các bạn đã đăng ký thành công á, các bạn nhận được thẻ rồi á, thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng này, ứng dụng Decom về. Thì đây là cái ứng dụng Decom, thì các bạn có thể vào đây các bạn cái tên đăng nhập với mật khẩu này á, thì họ sẽ gửi qua mail cho các bạn, cũng như là gửi kèm thêm một cái tờ lúc mà chuyển các bạn nhận được thẻ, thì các bạn sẽ có những thông tin về giấy tờ và thông tin về tài khoản ở các bạn trong cái tờ giấy đấy, thì các bạn có thể xem. Các bạn đăng nhập vào đây đăng nhập vào đây xong rồi thì các bạn có thể đăng ký thực hiện các thao tác gửi tiền về Việt Nam. Thì các bạn có thể với cái hình thức này á, các bạn có thể gửi về được rất là nhiều người, ví dụ người thân của bạn, thay vì một thẻ các bạn có thể chỉ gửi được một người thôi, thì với cái ứng dụng này các bạn sẽ gửi được rất chi là nhiều người trong cái ứng dụng này. Và
Ví dụ các bạn bạn của các bạn đám cưới mà các bạn không có gửi được cho ai hết á, thì các bạn có thể xin số tài khoản của cái bạn người bạn đấy rồi gửi bằng cái ứng dụng Decom này thì hoàn toàn có thể được, thì rất chi là tiện lợi. Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn xem sơ qua. Đây là cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi về một cách rất là tiện lợi và nhanh chóng, trong vòng 10 phút các bạn có thể nhận được, ở Việt Nam có thể nhận được tiền. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cách về chuyển tiền về bằng cái thẻ Decom này, thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp ở trên Facebook rất chi là nhanh thôi. Thì một nếu mà các bạn xác định gửi 2 3 tháng các bạn gửi một lần hoặc là lương các bạn cao thì các bạn nên đăng ký cái loại thẻ mà quốc tế này. Còn những cái bạn mà gửi hàng tháng thì các bạn nên đăng ký cái loại này, hoặc là các bạn có thể đăng ký cả 2 cái này cùng một lúc đều được. Tại vì các bạn chỉ cần liên hệ với cái người quản lý của trang đấy, thì các bạn bảo là bây giờ các bạn muốn các bạn đăng ký một thẻ này rồi, các bạn muốn đăng ký thêm một thẻ này, muốn nhận thêm một thẻ này nữa thì có được không, thì họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiệt tình. Tại vì mình một cái tài khoản trên ứng dụng các bạn á, thì cái này đó nó có tác dụng là nạp thẻ vào, nó sẽ nhận nạp tiền vào cái thẻ này giống như là một cái thẻ điện thoại của các bạn bình thường thôi. Thì cái này nó sẽ tác dụng là nó nhận tiền vào và nó sẽ chuyển về thông tin về cái ngân hàng đấy, rồi các bạn sẽ thực hiện thao tác chuyển trên cái điện thoại, chuyển chuyển trên cái ứng dụng điện thoại á, thì cái này có tác dụng là nhận tiền của các bạn, còn chuyển tiền của các bạn về Việt Nam thì bằng cái ứng dụng cái điện thoại á. Thì đó là một cách rất là hay mà cũng rất là nhanh. Ví dụ như sau khi các bạn lãnh lương rồi, các bạn không kịp gửi về Việt Nam thì các bạn ra ngoài cây ATM các bạn nộp tiền vào cái thẻ này, sau đó các bạn về về nhà, về cái phòng, về phòng của các bạn, thì các bạn đợi cái tỷ giá của tiền yên nó cao lên một chút thì các bạn có thể chuyển, các bạn có thể canh cái tỷ giá đấy, các bạn chuyển về Việt Nam để các bạn được có thể chuyển được nhiều tiền hơn một chút. Thì đó là một cái cách mà mình thường xuyên mình dùng. Thì các bạn nên nên đăng ký như vậy. Các bạn vừa mới sang Nhật có cái thẻ ngoại kiều trên tay, các bạn đã có thể đăng ký được thẻ này rồi. Sau khi thời gian đăng ký đó thì họ sẽ gửi về cho các bạn. Còn nếu như bạn nào đi thực tập sinh thì sau khi về về công ty làm việc, từ nghiệp đoàn 1 tháng về công ty làm việc, các bạn có thể đăng ký cái này. Đăng ký cái này xong rồi thì sau 1 tháng các bạn có lương thì các bạn có thể chuyển về được về Việt Nam ngay luôn, khỏi phải nhờ vả ai hết. Thì chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé.